Hoan hỷ chào mừng quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp đầu năm Giáp Thìn 2024. Lời đầu tiên, mình được tử vi thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc năm mới tới quý cô bác, anh chị. Chúc Tết xuân sang khắp mọi nhà, mừng cho đất nước ta luôn thịnh giàu. Năm cũ đi qua xin cầu chúc mới trọn tình xuân đẹp đậm đà, vạn phúc lành thay duyên vừa đủ, sự nghiệp danh đề mãi thiên thu, như trên gia hộ cho con cháu, ý nguyện trời ban đến tuổi già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Sự thật chấn động về cuộc đời tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch được thần Phật hộ giá, bề trên ban cho lộc lớn, tránh họa đắc phúc, làm đâu tháng đó, có tiền tỷ cầm tay, an nhàn hưởng phúc tuổi già bên con cháu. Vâng, quý vị thân mến, trong cuộc đời này có rất nhiều con người, ngay từ khi sinh ra đã mang số phận hầm hưu nghèo túng, thân mang bệnh tật, gia đình lại không hạnh phúc. Có những người may mắn hơn một chút là có được mái nhà tạm để có chỗ mà che nắng, che mưa, cố gắng làm lụng cả đời, chát bóp từng đồng tiền lẻ mà cũng không khấm khá lên được. Cuộc sống vẫn cứ cực khổ trăm bề, chắc hẳn họ sẽ luôn mong cầu một cuộc sống hạnh phúc hơn, tìm kiếm những cơ hội và vận may đến với mình trong cuộc đời. Và khi xem tử vi cho 12 con giáp, thì các thầy tử vi có hé lộ rằng bước sang năm Giáp Thìn 2024 âm lịch, vận trình của 12 con giáp có nhiều biến đổi bất ngờ. Có con giáp may mắn liên miên, sự nghiệp và tài vận thăng hoa, may mắn trăm bề, vận trình phát đạt, thành công đại lợi. Nhưng có con giáp cần phải đặc biệt chú ý, đề phòng kiêng kỵ một số điều tưởng chừng rất nhỏ bé nhưng lại mang yếu tố quyết định, như vậy thì mới mong mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện. Và tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 là con giáp cần hết sức chú ý, kẻo rước họa vào thân, tiền bạc tiêu tán, gia đạo bất hòa. Vậy rốt cuộc tuổi này cần phải làm gì để năm mới gặp hung hóa cát, đón thần tài vào nhà, tiền bạc đổ về như nước, hưởng may mắn giàu có và bình an cả một năm? Thì ngay sau đây sẽ là luận giải tử vi chi tiết. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi để không bỏ lỡ cơ hội đổi đời của mình quý vị nhé. Người tuổi Mậu Tuất khi bước sang năm 2024 Giáp Thìn được đánh giá chung là có vận trình hung cát đan xen, do bản mệnh phải đối mặt với cục diện xung thái tuế và sao xấu chiếu. Giáp Thìn có thể là năm khó khăn, nhiều biến động và áp lực đối với người tuổi Mậu Tuất. Mọi thứ đương đạt được đều phải đổ mồ hôi, công sức gấp nhiều lần so với năm cũ 2023. Cảm giác kiếm tiền chật vật mà tiêu xài lại nhiều do nhiều hao tình tác động. Có thể trong năm 2024 sự xung đột sẽ xuất hiện nhiều hơn, nhưng đó cũng là thời điểm tốt để bạn thay lọc các mối quan hệ cũ, đồng thời xây dựng những mối quan hệ mới tốt đẹp hơn. Người thông minh không sợ vận hạn hay khó khăn xuất hiện, mà họ sẽ lợi dụng hoàn cảnh và chạy theo xu hướng để đạt được mục tiêu. Trong nửa đầu năm 2024 này, tuổi Mậu Tuất cũng nên sử dụng phương pháp này. Bạn nên nhanh chóng tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp với những người giàu năng lực, ưu tú trong ngành nghề bạn đang theo đuổi. Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng đi vào nội dung của video hôm nay. 1. Đặc trưng tính cách người tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, trong hệ tử vi đổ số. 2. Tiết lộ chi tiết vận trình tử vi từng phương diện trong 6 tháng đầu năm 2024, gồm sự nghiệp, công danh, tiền bạc, tài chính, tình duyên gia đạo và sức khỏe của Mậu Tuất sinh năm 1958. 3. Luận hung cát từng tháng của người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. 4. Luận giải sao hạn và cách hóa giải vận xui của tuổi Mậu Tuất. 5. Màu sắc may mắn cho tuổi Mậu Tuất trong năm 2024, chi tiết như sau. Trong 12 con giáp, tuổi Mậu Tuất là biểu tượng cho con chó, là con vật thứ 11 trong hệ tử vi phương Đông. Nhìn chung người tuổi Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà. Trong bất cứ công việc gì, họ sẽ luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên hết, không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất phẩm giá của con người mình. Trong các mối quan hệ, người tuổi này thường được mọi người yêu mến, kính trọng bởi họ luôn có cách giải quyết thông minh, thấu tình đạt lý trong mọi tình huống. Tuy luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, nhưng thực chất tuổi Tuất thường sống rất cẩn thận, không dễ dàng đặt niềm tin vào bất kỳ ai,
tuổi Mậu Tuất thường là những người rất tốt bụng. Họ luôn nghĩ cho người khác hơn là nghĩ cho bản thân. Họ thẳng thắn và vị tha, sẵn sàng bao dung cho những sai lầm của người khác, nhưng họ lại rất cẩn trọng với những sai lầm của chính mình. Người tuổi Mậu Tuất không chú trọng về chuyện tiền bạc, nhưng họ lại rất quan trọng chuyện đi kiếm tiền. Họ trung trực, ngay thẳng và thẳng thắn, nên trong các quan hệ xã hội, họ có thể gặp những chuyện không hay. Họ không phải là người theo chủ nghĩa thực dụng, vật chất. Họ luôn dung hòa được hai sự việc, sự vật mâu thuẫn. Đôi khi ở khía cạnh tiêu cực, họ là những người khá bảo thủ, hay cả thẹn, hay nhúng mũi vào chuyện của người khác. Chính vì sự giỏi giang và thấu hiểu mọi sự của người tuổi Mậu Tuất mà họ có những lúc bảo thủ và không nghe ai nói. Những khi có việc xảy ra cùng cả nhóm, người tuổi Mậu Tuất sẽ đứng ra chịu trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ như một trưởng nhóm thực sự được giao việc. Khi có việc xung đột mâu thuẫn, họ thường có thái độ muốn giải quyết vấn đề, chứ không hận thù. Họ cũng là người khá đa nghi, nhưng sẽ không tùy ý phê phán mà không có căn cứ vững chắc. Tuổi Mậu Tuất thường độc đáo, mang một phong cách riêng. Người ngoài thường rất khâm phục cách nghĩ và cách hành động quân tử của họ. Bản thân tuổi Mậu Tuất ưa tác phong thanh lịch, nhẹ nhàng. Lối hành xử thô bỉ đối với họ chắc chắn họ không làm, mà những người có tác phong này họ cũng thường không gần gũi, không chỉ ý thức với bản thân, mà tuổi Mậu Tuất cũng là những người rất nghĩa khí, trọng sự công bằng, lẽ phải, chân lý. Trong cuộc sống họ luôn biết cách cư xử và có mối quan hệ chan hòa với mọi người. Xem tử vi, người tuổi Mậu Tuất có thiên can Mậu Dương Thổ, địa chi Tuất Dương Thổ, can và chi cùng hành thổ. Quan hệ tương hợp này giúp cho bản mệnh là những người có thực lực hơn người, cuộc đời gặp nhiều may mắn, ít trắc trở. Nếu sinh vào mùa đông xuân và các tháng giao mùa là hợp mùa sinh, vận trình cuộc đời nhàn hạ, sung túc ấm no. Đa phần những người tuổi Mậu Tuất đều thuộc mẫu người sắc sảo, cứng rắn. Họ thẳng thắn và vị tha, sẵn sàng bao dung cho những sai lầm của người khác, nhưng họ lại rất cẩn trọng với những sai lầm của chính mình. Người tuổi Mậu Tuất không chú trọng về chuyện tiền bạc, nhưng họ lại rất quan trọng chuyên đi kiếm tiền. Họ trung trực, ngay thẳng và thẳng thắn, nên trong các quan hệ xã hội có thể người tuổi Mậu Tuất sẽ có thể gặp những chuyện không hay. Họ cũng sống rất khép kín, ít cởi mở nên thường cô đơn trong hành động cũng như tình cảm. Họ cũng là người khá đa nghi, nhưng sẽ không tùy ý phê phán mà không có căn cứ vững chắc. Đây là đặc tính đặc trưng của can Mậu, canh cô Mậu quả, lại thêm tính chất của chi Tuất là đa năng, thẳng tính, nên phần lớn tuổi này sống sớm xa gia đình. Tuổi Mậu Tuất rất tinh tế, có khả năng cảm thụ và năng lực nghệ thuật. Họ là những người duy mỹ, thích cầu kỳ, trau chuốt, tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Trong cuộc sống, con giáp này không phải kẻ tham lam, họ có tinh thần tập thể cao, thích các hoạt động xã hội, nhưng lòng hay lo nghĩ, tâm trạng ít khi được nhàn nhã. Mậu Tuất hợp với giáp Dần, canh Dần, bính Dần, nhâm Ngọ, mậu Ngọ, bính Ngọ, giáp Tuất, kỵ với bính Thìn, canh Thìn và các tuổi mạng kim, mạng thổ, mang hàng can giáp, ất. Tuổi Mậu Tuất số không được cậy nhờ thân độc, sống chủ yếu tự thân vận động lập nghiệp. Người tuổi Mậu Tuất cần chú ý khi hợp tác làm ăn, vì dễ bị phản phúc, lừa gạt. Cuộc đời tuổi này thường cô quạnh, của cải làm ra thường khó giữ được, cần chú ý. Tuy nhiên, về hậu vận họ lại an nhàn, ấm no, vì họ có nghề nghiệp ổn định, không phải lông bông. Họ là người có học tuy nhiên khó vào, song họ vẫn là người sáng suốt, tính toán cơ mưu khi gặp việc khó khăn. Những người tuổi Mậu Tuất có tuổi trẻ khá vất vả, đều thành công từ hai bàn tay trắng, bởi thế họ luôn trân trọng những thứ mình đang nắm giữ. Dù việc lớn hay việc nhỏ gì, họ cũng cố gắng hoàn thành để đạt những thành tựu nhất định cho bản thân. Họ không chê bai ít hay nhiều. Bản thân họ biết mình đang đứng ở vị trí nào trong xã hội, do đó mọi việc làm của họ đều thuận thành và suôn sẻ. Có thể nói rằng, người tuổi Mậu Tuất người luôn đặt ra mục tiêu rõ ràng, trước khi làm việc đều có kế hoạch rõ ràng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cũng do đó mà con đường sự nghiệp gặt hái vô số thành công, mọi việc làm của người này đều có sự tính toán từ trước. Phần thắng nắm chắc trong tay họ mới tiến hành, bởi thế khả năng thất bại của họ dường như không có. Nếu có cũng từ tiểu nhân anh ghét mà ra, cần chú ý cẩn thận nhé. 2. Tổng quan tử vi trong 6 tháng đầu năm 2024 của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 thuộc mệnh Mộc, bình địa Mộc, có thiên can Mậu, địa chi Tuất, mang ý nghĩa tiến sân chi cầu, chó vào núi. Bước sang năm 2024, bản mệnh vừa tròn 67 tuổi theo âm lịch, và theo học thuyết ngũ hành, mệnh Mộc của tuổi tương sinh với mệnh Hỏa của năm Giáp Thìn 2024. Mộc sinh Hỏa, thiên can Mậu tương khắc với can Giáp, địa chi Tuất tương xung với Thìn. Như vậy là số tử vi của tuổi Mậu Tuất trong năm 2024 có hợp, có xung. Điều này dự đoán cuộc sống của bản mệnh sẽ có thuận lợi lẫn cả thử thách cần vượt qua.
Tuy vậy, ở độ tuổi này, nếu biết hài lòng với cuộc sống, trân quý những gì mình đang có thì sẽ được an vui, hạnh phúc, không vướng bận điều gì. Cụ thể, sự nghiệp của người tuổi Tuất trong nửa đầu năm 2024 rất khó để tìm thấy vận may. Vận trình sự nghiệp năm 2024 của người tuổi Mậu Tuất kém sắc hơn năm trước. Rất khó để tìm thấy vận may hay cơ hội tốt. Nhiều khi đưa số cảm thấy thất vọng vì cho rằng mình đã bỏ nhiều công sức ra, nhưng kết quả lại không được như ý. Trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch, dưới tác động của cục diện xung thái tuế, Mậu Tuất làm gì cũng vướng phải khó khăn hoặc trục trặc lên xuống. Các mối quan hệ xã giao không yên bình, khiến bản mệnh dù hăng hái bắt tay vào công việc cũng luôn phải nhận lại sự phản đối, thậm chí là hãm hại ngầm của người khác. Ngoài ra, mệnh chủ khó đạt được bước tiến nhanh chóng trong sự nghiệp còn là do chịu tác động tiêu cực của thiên quan. Bản mệnh và lãnh đạo thường xuyên mâu thuẫn ý kiến với nhau, nhiều khi nóng giận quá mức, bạn còn nói lời khó nghe, gây mất lòng đối phương. Sao Thiên Hư khuyên bản mệnh tốt nhất không nên đắm chìm quá lâu trong những thất bại hoặc những điều không như ý. Như vậy thì bản mệnh sẽ chỉ ngày một buồn chán, thất vọng, thụt lùi so với mọi người xung quanh mà thôi. Thay vì than thân trách phận, oán trách mọi người, cô bác nên nhìn thẳng vào sự thật để rút kinh nghiệm từ những sai lầm. Nếu có lỗi với ai thì chủ động xin lỗi, ai giúp sức mình thì nên thể hiện sự biết ơn. Như vậy thì các mối quan hệ của cô bác sẽ được cải thiện nhanh chóng. Tuy nhiên, trong nửa đầu năm 2024 này, vẫn còn có thiên ấn chiếu mạnh. Chỉ cần bản mệnh cố gắng, tập trung nghiêm túc làm việc, không nề hà khó khăn, thì đến nửa cuối năm thành quả lao động của cô bác sẽ được ghi nhận. Thậm chí, cô bác còn có cơ hội chuyển bại thành thắng, khiến mọi người phải nể phục. Tài chính của người tuổi Tuất trong nửa đầu năm 2024, công việc khó khăn, đồng nghiệp bất hợp tác, vận khí thăng trầm do thái tuế chi phối, cùng với suy thoái kinh tế. Hơn ai hết, người tuổi Mậu Tuất sẽ cảm nhận rõ ràng nhất những khó khăn về tài chính trong năm Giáp Thìn này. Cảm giác kiếm tiền khó khăn hơn, xoay vòng vốn kinh doanh liên tục bất lợi, thậm chí có doanh nghiệp phải đóng cửa. Theo đó, cần thận trọng và có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, tránh lối tiêu xài lãng phí, mù quáng, kiểu khi rắc rối xảy ra, đường số sẽ trắng tay, thậm chí phải rơi vào cảnh nợ nần. Với người làm công ăn lương, công việc khó khăn, đồng nghiệp bất hợp tác, lãnh đạo gây khó dễ, khiến cho bản mệnh vất vả lắm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều khi kẻ tiểu nhân hãm hại, khiến bản mệnh phạm phải sai lầm, phải dùng tiền túi ra để đền bù thiệt hại. Có thể thấy rằng, trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2024 này, cô bác làm việc cần hết sức cẩn thận để đảm bảo đồng lương của mình, hạn chế ấy ra tổn thất. Với người làm kinh doanh, buôn bán, các hung tinh đại hao, tuế phá liên tiếp xuất hiện báo trước cho cô bác những thách thức có thể gặp phải về vấn đề tiền bạc, sức cạnh tranh trong năm lớn, thời buổi người khôn của khó, Mậu Tuất làm gì cũng phải suy tính chu toàn, tích lũy đủ kiến thức chuyên môn để phòng bị kẻ xấu dắt mũi lừa gạt tiền bạc, hết sức thận trọng khi tham gia vào lĩnh vực đầu tư, mở rộng kinh doanh, đó có thể là cái bẫy được giăng sẵn, chỉ chờ cô bác bất cần nhảy vào mà thôi. Đặc biệt, trong nửa đầu năm 2024 âm lịch, khi hung tinh còn mạnh, cô bác không cần phải quá vội vàng mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh của mình. Quan trọng là làm gì cũng phải chắc chắn, giữ chữ tín thì mới chinh phục được lòng tin của khách hàng. Còn nếu cô bác vội vã chạy theo xu thế của thị trường mà bỏ qua chất lượng thì sớm muộn gì cũng rơi vào cảnh lỗ vốn, khách hàng quay lưng, thậm chí còn phải mang tiếng xấu. Tình cảm của người tuổi Tuất trong 6 tháng đầu năm 2024 đối diện với sóng to gió lớn, may mắn là cục diện ngũ hành tương sinh lưu niên sẽ đem lại điểm sáng cho người tuổi Mậu Tuất trên phương diện tình cảm. Dù phải đối diện với sóng to gió lớn ngoài xã hội thì may mắn là khi về nhà, cô bác vẫn nhận được sự động viên, an ủi của mọi người xung quanh. Nhờ thế mà cô bác cảm thấy như được tiếp thêm dũng khí và nguồn năng lượng. Đối với người đã lập gia đình, bản mệnh nhận được sự thấu hiểu và quan tâm của người ấy. Thậm chí có những khi bản mệnh không cần phải nói, đối phương cũng có thể đoán được cô bác mong muốn điều gì. Thời gian này, có thể thấy rằng áp lực công việc và tài chính tăng lên rõ rệt. Bản mệnh nên tâm sự và san sẻ với người ấy những gánh nặng của mình để có thể được nhẹ nhõm hơn. Hơn nữa, đối phương là người ngoài cuộc nên có thể nhìn nhận được những khía cạnh mà cô bác bỏ qua, đưa ra cho cô bác những lời khuyên hữu ích. Gia đạo êm ấm, không có nhiều sóng gió, đặc biệt bản mệnh còn là tấm gương để con cháu noi theo. Luôn biết cách điều hòa các mối quan hệ giữa các thành viên. Nếu đang sống độc thân, cô bác cũng có thể đón một vài cơ hội tìm được hạnh phúc cho riêng mình trong năm nay. Có thêm người chia sẻ và trò chuyện sẽ giúp cô bác tìm được niềm vui cuộc sống, nên mở lòng hơn. Sức khỏe của người tuổi Tuất trong giai đoạn 6 tháng đầu 2024 duy trì lối sống điều độ. Tình hình sức khỏe của người tuổi Mậu Tuất cũng không được khả quan, chủ yếu do cô bác phải chịu đựng quá nhiều áp lực do cuộc sống mang lại, công việc bận rộn,
rắc rối xảy đến liên tiếp, khiến cô bác thường phải gồng mình gánh chịu, thậm chí còn không có đủ thời gian để nghỉ ngơi. Vì thế mà cô bác thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, những căn bệnh vặt vãnh ập đến là điều không thể tránh khỏi. Nếu cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường, tốt nhất nên sắp xếp thời gian đi thăm khám, chớ để lâu mà bệnh tình ngày một trở nặng. Ngoài ra, cần thận trọng khi đi lại, tránh gặp họa huyết quang, đặc biệt là phụ nữ tuổi Tuất đang có bệnh trong người, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, đi đứng lại càng phải giữ gìn, tránh điều bất trắc. 3. Luận hung cát từng tháng âm lịch của người tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch. Xem tử vi thấy rằng, công việc tháng đầu tiên của năm mới Giáp Thìn, người tuổi Tuất có vận trình diễn ra khá suôn sẻ, có quý nhân hữu bật giúp đỡ, sự nghiệp, tài chính có vận quý nhân phù trợ, nên tiền bạc thoải mái, công việc thuận lợi, gặp thiên thời địa lợi, dù tinh thần làm việc chưa quá hăng hái, nhưng mọi thứ tiến triển khá thuận lợi, ít phát sinh sự cố bất ngờ. Có điều, ngũ quỷ xuất hiện, mang theo dấu hiệu tiểu nhân đeo bám rõ ràng, làm gì tuổi Mậu Tuất cũng nên thận trọng. Tài vận bình ổn, tình hình kinh doanh, buôn bán, tuy chưa sôi động, nhưng vẫn có khoản nọ, khoản kia, không lo túng thiếu, trong tháng nên tránh xa các trò cờ bạc, đỏ đen, kẻo phá tài nặng. Chuyện tình cảm có tiến triển mới, qua bạn bè giới thiệu mai mối, hoặc trong buổi liên hoan đầu năm, gặp gỡ đồng hương, tuổi Mậu Tuất gặp được đối tượng ưng ý. Trong tháng bản mệnh có lộc ăn uống, tuy nhiên sức khỏe không tốt, dễ gặp các vấn đề về tiêu hóa, nên thường xuyên bị đầy hơi, ăn không ngon miệng. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch. Có điểm báo tài lộc trong kinh doanh, buôn bán, mặc dù không quá lớn, nhưng cũng giúp đương số tháo gỡ được khó khăn tài chính trước mắt, nhận được nhiều hỗ trợ từ người thân và gia đình. Đặc biệt, vận tài lộc khởi sắc, chính tài tăng mạnh, mang theo cơ hội tăng lương, cần chủ động nắm bắt, kinh doanh, buôn bán trong tháng có lộc trời ban, ký kết hợp đồng thuận lợi, doanh thu tăng đột biến. Thêm nữa, trong tháng một vài khoản cho vay nay bản mệnh thu hồi lại được, thu nhập trong tháng đến từ nhiều nguồn, cứ làm là có tiền, không lo túng thiếu. Về sức khỏe, tuổi Mậu Tuất chú ý đi lại cẩn thận, đề phòng họa huyết quang do thiên hình gây ra, chú ý chân tay có thương tật, thậm chí nghiêm trọng phải động chạm dao kéo. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Có điểm báo mất của nên đề phòng và nâng cao cảnh giác, cẩn thận trong đi lại kẻo gặp tai nạn, lỡ dở tàu xe, hành trình gây hao tiền tốn của. Xem tử vi vận trình tháng 3 âm lịch tuổi Mậu Tuất phạm cục diện tương xung thái tuế, sức khỏe giảm sút mạnh, cần hết sức lưu ý. Một số triệu chứng bệnh thường gặp như bốc hỏa, nóng trong, táo bón, ăn uống không ngon, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, trong người như kiệt sức. Công việc gặp nhiều trở ngại, nội bộ công ty hoặc cơ quan có sự thay đổi, khiến không khí nơi làm việc lúc nào cũng căng thẳng, ngột ngạt, vì thế mà hiệu quả công việc giảm sút. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch. Tài khí khởi sắc, có thể gia tăng nguồn thu, nhưng cũng không lớn lắm, đủ để đảm bảo cuộc sống, trong công việc đang không đạt được hiệu quả như ý muốn, do bị ôm đồm nhiều việc cùng một lúc. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch. Vận trình khởi sắc khi xuất hiện quý nhân trợ giúp, chuyển đổi công việc hay đi xa đều có lợi, bệnh tật được giải quyết do gặp thầy, gặp thuốc. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch. Sức khỏe suy giảm, có nguy cơ bệnh nặng, khiến hao tiền tốn của, đề phòng hỏa hoạn và tai nạn đường sông nước trong tháng này nhé. Trong tháng 6 năm 2023 âm lịch, tuổi Mậu Tuất, bản mệnh chịu ảnh hưởng cục diện tương phá, dù trong tháng vận quý nhân khá vượng, nhưng đi kèm theo đó là vận tiểu nhân đeo bám. Vậy nên mưu sự thận trọng, tuổi Mậu Tuất làm việc dựa vào sức mình là chính, không trông chờ vào người khác, tài vận duy trì ở mức ổn định, các khoản thu chi mất cân đối. Bạn khó mà tích lũy được nhiều tiền của trong giai đoạn này, tích tiểu thành đại, lấy phương châm tích lũy làm đầu, ắt có của ăn của để quý bác nhé. 4. Luận giải về sao hạn và cách hóa giải vận hạn cho tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958. 1. Với tuổi Mậu Tuất Nam Mạng. Nam Mạng tuổi Mậu Tuất trong năm 2024 gặp sao Thái Bạch, hạn toán tận. Theo tử vi năm 2024, xét về sao chiếu, Thái Bạch là hung tinh gây hao tán tiền bạc rất mạnh. Dân gian có câu, Thái Bạch quét sạch cửa nhà, báo hiệu năm có sao này chiếu thì tiền bạc tiêu hao, có tiểu nhân quấy phá, gây chuyện thị phi, thậm chí gây ra kiện tụng, tranh chấp, xấu nhất là tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Theo niên hạn, hạn toán tận hạn này chủ về đau ốm bệnh, tật hoặc thương tật bất ngờ, mà gây hao tài tốn của để chạy chữa. Nhìn chung, vận hạn trong năm nay chủ về hao tổn tiền bạc, tài sản, nếu làm ăn buôn bán thì cần thận trọng,
Còn đối với người duy trì công việc nhẹ nhàng, an ổn thì không vấn đề gì. Ở độ tuổi này, sức khỏe là vấn đề hàng đầu mà bản mệnh cần quan tâm. Người xưa có câu, có sức khỏe là có tất cả. Khi thể chất khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn, thì cuộc sống mới được hạnh phúc tốt đẹp. Việc duy trì một thói quen sống lành mạnh sẽ giúp nam Mậu Tuất làm chủ được tình hình sức khỏe của mình, chăm chỉ thể dục thể thao, vận động thường xuyên, ăn uống thanh đạm để nâng cao sức đề kháng, đẩy lùi bệnh tật. Cách hóa giải sao Thái Bạch bằng phong thủy. Hạn chế dùng đồ trắng, vì sao Thái Bạch thuộc hành kim, nên trong năm đương số tránh mặc hay dùng những đồ màu trắng là tốt nhất. Màu sắc nên thường xuyên sử dụng hoặc tiếp xúc gồm đen hoặc xanh dương. Đồ phong thủy có thể dùng những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire sẽ giúp mệnh chủ hóa sát cầu an. Việc dùng người nên thận trọng, chớ tin người thái quá kẻo bị lợi dụng hoặc lừa gạt khiến tiền mất tật mang. Tích cực làm việc thiện, có quan niệm cho rằng nếu không muốn bị quét sạch của nhà, mệnh chủ nên lấy tiền của đi quyên góp giúp đỡ người nghèo khổ. Làm việc tốt thường xuyên phóng sinh, dần già tai ương sẽ tan biến. Cách giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người. Chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh tránh hùn hạp, góp vốn với ai. Ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. 2. Giải hạn nữ mạng tuổi Mậu Tuất trong năm 2024. Nữ mạng tuổi Mậu Tuất trong năm 2024 gặp sao Thái Âm chiếu mệnh, Thái Âm rực rỡ cung hằng, tháng 9 tiền bạc giữ ăn để dành, tháng 10 11 hạn hành, tránh hai tháng ấy mới lành bản thân. Thái Âm là phúc tinh cho nữ mạng Mậu Tuất, năm có sao này chiếu đương số sẽ gặp nhiều may mắn, có chuyện vui mừng trong gia đình, dòng tộc, tiền bạc có thể kiếm nhiều hơn so với trước, nhất là cái duyên đến với bất động sản. Nếu thấy hứng thú, bạn có thể tìm hiểu và kết nối sẽ gặp được người giúp đỡ. Theo niên hạn, hạn huỳnh tuyền hạn ấy nặng thay, dẫu khỏi tai nạn khiến dày ốm đau, khuyên ai khấn nguyện hết lòng cũng sao giải hạn thoát vòng tai ương. Huỳnh tuyền là hạn chủ về đau ốm, bệnh nặng, hao tài. Nữ mạng Mậu Tuất dễ bị đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém, nên hạn chế đi đường sông nước, kẻo gặp họa, mưu cầu danh lợi đều khó thành, dễ xảy ra thất bại. Bằng lớn hơn tiểu kết, năm 2024 này, bản mệnh sẽ được hưởng an vui bên con cháu, người thân trong gia đình. Nhưng ở tuổi này, cô bác cũng không nên đặt ra những mục tiêu quá cao xa và thách thức cho bản thân mình. Bạn nên tận hưởng cuộc sống của mình, hạn chế lo chuyện bao đồng. Nếu có hứng thú với việc gì thì có thể dành thời gian tìm hiểu. Ngoài ra, hãy cẩn thận khi tham gia giao thông để tránh sự cố. Ngoài ra, hạn huỳnh tuyền nhắc nhở mệnh chủ lưu tâm nhiều hơn đến sức khỏe, đời sống tinh thần. Nữ Mậu Tuất nên tu dưỡng tâm tính, suy nghĩ tích cực, sao cho sống an vui tuổi già, thân tâm đều được an lạc. Năm này, bản mệnh biết quý trọng sinh mệnh, tận hưởng hạnh phúc đến từ những điều giản đơn nhất, những bữa cơm thân mật trong gia đình. Dành thời gian để giúp đỡ con cái công việc nhà, đọc một cuốn sách sẽ giúp tâm trí của nữ mạng tuổi Mậu Tuất được thảnh thơi, tràn đầy năng lượng. Cách kích hoạt cát tính của sao Thái Âm bằng phong thủy. Đồ phong thủy, nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, topaz xanh dương. Đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng, nâu, nên tiến hành đầu tư, kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản. Trong năm được sao Thái Âm chiếu mệnh, bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc, vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tu thân tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không vụ lợi, bởi bản mệnh tốt bụng không ngại ngần giúp đỡ người khác, thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. Cách giải hạn huỳnh tuyền năm 2024. Về sức khỏe,
nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân, đồng thời cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý, tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước, tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng, tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ, đề phòng tai bay vạ gió. Trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết, không may tai bay vạ gió nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Tiếp theo trong chuyên mục phong thủy may mắn năm 2024, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý vị về màu sắc may mắn, giúp tuổi Mậu Tuất gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Màu đen vượng sự nghiệp. Màu đen giúp người tuổi Mậu Tuất có cách hành xử phải phép, tập trung, nghiêm túc làm việc, không nề hà khó khăn, nhờ vậy mà bạn khắc phục được nhiều vấn đề. Thành quả lao động được ghi nhận xứng đáng, bạn còn có cơ hội chuyển bại thành thắng, khiến mọi người phải nể phục. Màu xanh dương vượng tài lộc. Người làm ăn thường xuyên sử dụng màu này sẽ giúp bạn tỉnh táo, suy tính chu toàn, nên không bị kẻ xấu dắt mũi, lừa gạt tiền bạc. Bạn cũng sẽ trở nên thận trọng hơn khi tham gia vào lĩnh vực đầu tư, mở rộng kinh doanh, nhờ vậy mà nhận ra đâu là cơ hội cần nắm bắt, đâu là nguy cơ cần tránh. Màu đỏ cam vượng tình duyên. Màu này giúp củng cố chuyện tình cảm của bản mệnh, bạn trở nên tin tưởng vào người ấy hơn và sẵn sàng tâm sự, san sẻ với người ấy những gánh nặng của mình. Đối phương cũng sẽ đưa ra được cho bạn những gợi ý hữu ích. Màu kỵ năm 2024 của tuổi Mậu Tuất, xám, nâu đất. Sử dụng màu này khiến bạn mệnh suy nghĩ tiêu cực, công việc dễ gặp khó khăn, đồng nghiệp bất hợp tác, lãnh đạo gây khó dễ. Bạn cũng sẽ luôn phải chịu sức cạnh tranh lớn trong năm, nếu không thận trọng thì dễ bị kẻ tiểu nhân dắt mũi lừa gạt tiền bạc. Quý vị thân mến, Phật dạy về số phận nói rằng, trong cuộc sống này có tấm gương phản chiếu, mọi sự gặp gỡ trên đời không ngẫu nhiên mà có, tất cả đều có lý do của nó. 1. Lời dạy của Đức Phật. Phật dạy về số phận nói rằng, các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt, tất cả các pháp trên thế gian đều hình thành do nhân quả, và để nhân biến thành quả, thì phải có duyên tác động, nhân ác gặp duyên ác trổ quả ác, nhân thiện gặp duyên thiện trổ quả thiện, có khổ đau mới hiểu giá trị của hạnh phúc. Chính vì vậy, hiểu rõ về nhân duyên sẽ giúp chúng ta an vui, tự tại trong cuộc đời này. Bạn sống như thế nào thì cuộc sống sẽ trả lại bạn như vậy, không sợ người khác coi thường, chỉ sợ tự coi thường chính mình. Không bất kỳ ai có thể quyết định cuộc đời của bạn sẽ ra sao, bạn lựa chọn con đường như thế nào thì chính là quyết định cuộc đời mình như vậy. 2. Sống biết bằng lòng, mãn nguyện thì luôn vui. Có hai điều khó nhất trong cuộc sống không phải ai cũng làm được. Điều thứ nhất là bằng lòng. Một cuộc sống hạnh phúc không phải vì bạn nhận được nhiều thứ, mà là bạn phải biết bằng lòng, không tham lam sân si. Thấy người ta hơn mình thì ghen ghét, nóng ruột. Nếu bạn không biết đủ, bạn sẽ tiến bộ. Tuy nhiên, nếu bạn biết mãn nguyện và hài lòng, bạn sẽ hạnh phúc. Thứ hai là lòng biết ơn. Trên đời này không ai cũng có nghĩa vụ phải tốt với bạn. Đừng coi lòng tốt của người khác đối với bạn là điều ngẫu nhiên. Hãy học cách biết ơn và hạnh phúc thì phước lành sẽ tự đến. Ai bằng lòng, ai biết ơn thì luôn có phúc đức vây quanh. 3. Những người tốt bụng sẽ luôn gặp may mắn. Trong Đạo Đức Kinh viết, thiên đạo vô thân, thương giữ thiện nhân, ý nói rằng đạo trời là công bằng, trời Phật không thiên vị bất kỳ ai, nhưng thường hay giúp đỡ những người chăm chỉ hành thiện. Lòng tốt là một kho báu, và nó là vô tận trong một đời người. Trái tim là mảnh đất màu mỡ, trải qua hơn trăm đời vẫn nên giữ một trái tim lương thiện. Hãy tử tế bạn sẽ được khen thưởng, tin hay không là tùy ở bạn. Có câu chuyện kể rằng, cách đây khá lâu, một đoàn khảo cổ học đã tiến vào sa mạc Sahara, nơi được mệnh danh là biển sa mạc. Không có đường quay trở lại, bộ xương của người quá cố có thể được nhìn thấy khắp nơi trong sa mạc. Vì vậy, đội trưởng đội khảo cổ đã yêu cầu mọi người dừng lại, chọn một nơi cao để đào hố, chôn bộ xương và sử dụng cành cây hoặc đá để xây một bia mộ đơn giản cho người quá cố. Nhưng có rất nhiều bộ xương trên sa mạc, nên việc chôn cất mất rất nhiều thời gian. Các thành viên trong nhóm phàn nàn, chúng tôi đến đây để khảo cổ học, không phải để thu thập xương người chết, trưởng đoàn ân cần nói. Mỗi đống xương có thể đã từng là đồng nghiệp của chúng ta, làm sao có thể nhẫn tâm nhìn xác của họ phơi bày giữa cái nắng ở nơi hoang vu như này. Một tuần sau, nhóm khảo cổ tìm thấy nhiều di vật và đồ tạo tác cổ đại trong sa mạc và gom lại đem về. Nhưng thật không may, khi họ quyết định rời đi, một cơn bão bất ngờ thổi đến. Phương hướng bị biến mất trong vài ngày đêm, ngay cả việc sử dụng la bàn cũng không thành công. Đoàn khảo cổ hoàn toàn mất phương hướng. Dần dần thức ăn và nước ngọt bắt đầu khan hiếm,
Rồi sau đó họ hiểu tại sao lại có nhiều xương trong sa mạc này. Đang lúc khủng hoảng, đội trưởng đột nhiên nói, đừng tuyệt vọng, đừng quên trên đường chúng ta tới đã để lại những tấm biển chỉ đường. Đó chính là những ngôi mộ chúng ta từng chôn cất từ khi mới bước vào sa mạc. Sau đó, họ đi dọc theo những tấm bia mộ, dưới đó họ chôn vùi xương người, cuối cùng cũng có thể bước ra khỏi biển chết này. Sau này, trả lời phỏng vấn của phóng viên, các thành viên trong đoàn khảo cổ đều thở dài nói, thực ra lòng tốt là tấm biển chỉ đường chúng tôi để lại cho chính mình. Bia mộ cũng chính là biển báo mà các thành viên trong đội đã chôn cất để lại trong sa mạc. Lòng tốt là phúc lành để lại cho chính mình trên đường đời. Trong cuộc sống, dù bạn là người nào, làm gì, ở đâu, bạn phải biết rằng những gì bạn làm cho người khác chính là đang làm cho chính mình. Vì vậy, muốn có được cái gì thì trước hết phải để người khác có được. Cuộc sống như một tiếng vọng, nếu bạn dành lòng tốt cho người khác, thì cuối cùng bạn cũng sẽ nhận được lòng tốt từ người khác. Mọi phước báo đều không thể tách rời chữ tâm. Những phước lành mà bạn tích lũy được thường sẽ mang đến những điều bất ngờ cho bạn. Hãy sống tử tế mọi lúc mọi nơi. Hãy cứ hỏi lòng mình, đừng hỏi đến việc được và mất. Tính thơm đã theo bạn suốt chặng đường dài. Người tốt sẽ luôn luôn gặp may mắn. 4. Bạn là người như thế nào? Bạn sẽ đi với người như thế đó. Thế giới này có những tấm gương phản chiếu. Bạn là người như thế nào? Thì bạn sẽ thu hút và hay có xu hướng đi với những người như vậy. Tương đồng với nhau về mặt tính cách. Gieo nhân nào, gặt quả gì. Tất cả mọi thứ đều là sự phản chiếu từ chính trái tim bạn. Muốn gặp người tốt, trước hết bạn phải là người tốt cái đã. Số phận của một người hoàn toàn nằm trong tay họ. Bạn muốn trở thành người như thế nào? Bạn muốn sống như thế nào? Bạn có thay đổi hay không và thay đổi khi nào? Tất cả đều phụ thuộc vào bạn. Có câu chuyện được kể như vậy. Có người đi chợ mua một con lừa, nhưng không biết tính cách của con lừa ra sao, nên bàn với ông chủ muốn thử nó trong 2 ngày. Anh ta dẫn con lừa về chuồng và nhốt nó với 3 con lừa mà anh ta có. Và anh ta biết rất rõ hành vi của 3 con lừa này. Có một con siêng năng, con kia lười biếng, và con còn lại rất giỏi ăn uống. Sau khi con lừa mới mua được dẫn đến chuồng, thì nó chỉ đi bên cạnh con lừa lười biếng. Khi người mua lừa nhìn thấy điều này, anh ta lập tức dẫn con lừa quay trở lại chợ trả cho ông chủ. Không mua nữa, ông chủ bán lừa nhìn thấy người này và nói, sao anh chưa thử nó kỹ mà đã đem trả lại rồi? Người đàn ông trả lời, tôi đã biết nó là loại lừa gì, không cần phải thử nữa. Bạn bị thu hút bởi những người như thế nào, thì bạn sẽ là người như thế đó. Và con lừa cũng vậy. Chính vì con lừa được mang về nhà có bản chất lười biếng ăn trong máu, nên nó sẽ đi lại một cách có ý thức hoặc vô thức đến bên các đồng loại có tính cách tương đồng. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.